share screen để mình có thể là tiếp tục bài học của mình về phần food and drink. Ok. Nào, so nếu mà hôm nay mà trời thương thì có thể là cô cho mình tiếp tục được học đấy. Nếu không thì chắc là hôm nay là... Nào, can you see the screen? Can you see the screen? Yêu ngọc gì? Ôi cả lớp ơi, share the screen rồi. Rồi, mừng quá các bạn. Mừng không? Các bạn có mừng không? Ôi trời, cô thương bọn, cô thương tụi con lắm luôn đi mà... con không tôi nhìn được trên màn hình rồi, mừng quá nào cả lớp rồi, cả rất là cảm ơn cho các bạn hôm nay đã rất là đáng yêu, vừa của vừa rất là kiên trì trong việc là chờ lớp học nha, và bây giờ vẫn rất đủ trừ mấy bạn không vào được Zoom. Rồi cô tuyệt vời nhất, ok thank you, cả lớp mình tuyệt vời nhất. Ok nào, bây giờ để không chờ lâu nữa, bây giờ cũng là 8:40 rồi mà hôm nay mình chỉ có cái bài là về phần story thôi, và hôm nay thì chắc là mình sẽ học muộn hơn một chút, tầm 9:10 đúng không nhỉ, và mình hôm nay thì chắc là mình không chơi được game rồi, right, thôi không sao nhá. Right now, so start with the story today. Ok, so today, we will have a story about how many more days. Okay. How many more days? Okay. You need to listen to the story and then you and me will do the exercise around them. Right? Mình sẽ nghe câu chuyện trước nha. Now, look at the board. Bạn nào có bút không? Bạn nào có bút không? I have a pencil here and I will point to the screen, right? Now, we will use the pencil and you point to the screen while you're listening. Okay, ready? Go! Nào, mình chuẩn bị nghe nào. Pages 84 and 85. Activity 5. Listen to the story. How many days? How many more days? Pages 84 and how many more days? My birthday's coming. When's your birthday, Max? My birthday's on Saturday. Just 4 more days. What day is today? Today is Monday. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. Oh no, that's 5 more days. That's just 1 more than 4. It's not long. Okay, just 5 more days. Then it's my birthday. Okay, out the class. So, do you know about the... Nào, các bạn có biết là nội dung the plot? Okay, about the plot of the story. Nội dung về câu chuyện nào. What the story tell about? Nào, what the story? What is story? Manson? Come on, tại sao lại có câu cô có người yêu chưa và tên người yêu cô là gì? Chúng mình nên tập trung vào bài học, ok? Right? Mà cô sẽ trả lời câu hỏi đó sau của con nhé. Right? So, câu chuyện hình trả lời cho câu hỏi nào. Câu chuyện này nói về gì nhỉ? Bạn nào biết không? Bạn nào biết comment nào? Bạn nào biết comment nào? Comment hoặc giơ tay nào? Giơ tay đi xem nào. Giơ tay để mình gọi nào. Aha, now can you? À, mình thấy bạn Nguyễn Bảo Ngọc à. Okay. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Oh, lag luôn, Nguyễn Bảo Ngọc. Meo meo, meo meo. Các bạn ơi meo meo là cho bạn Bảo Ngọc bạn lên nào. Ô Ngọc ơi. Ô meo meo. Rồi bạn Trần Bảo. Cô Trần Bảo Ngọc gọi bạn Nguyễn Bảo Ngọc nào.
Good. Teacher. Yeah. What do you, can you tell me what the story about? Câu chuyện này nói về gì nhỉ? Ui, Thúy An comment đúng quá. Rồi, Thúy An luôn. Thúy An ngon nha. Nào, Ngọc nào. Ok, có thể là do mạng của bạn Ngọc hơi yếu, cho nên là cô gọi một bạn khác nhá. Đâu rồi, bạn cô mời bạn Hiền Dâu nào. Trang chuyện nói về my birthday. À, ôi dồi, không nhìn được hình nhưng mà lại nghe được tiếng. Ok, câu chuyện nói về my birthday. Ok, thank you Bảo Ngọc nha. Bảo Ngọc one plus nha. Một tích nha. Ok, nào. Còn bạn nào nhỉ? Còn bạn Hiền Strawberry đâu nhỉ? Hiền để tên là gì nhỉ? Hiền. À hello mình nha, có Nguyễn An Phú cô mời con không cái gì gì đấy. Còn Hiền là cô mời con nhé. Ôi cái lời. À, Ngọc Hân cô mời con nhé. Nào bây giờ gọi bạn Hiền trước nào. Hiền đâu rồi? Hello. Hello. Okay, can you hear me? Yes. Now, so. Nào, bây giờ thì vừa nãy bạn Bảo Ngọc đã trả lời là câu chuyện này là về my birthday, đúng không? Về ngày sinh nhật của tôi. Vậy thì cô hỏi Hiền câu tiếp theo nhá. So, how many more days will be the boy's birthday? Bao nhiêu ngày nữa thì đến sinh nhật của bạn Nam nhỉ? How many more days? Nào, con biết là sinh nhật của bạn ấy vào ngày thứ mấy không? Đâu đọc câu chuyện nào mà ok, thế con với cô cùng đọc câu chuyện cho các bạn nhá. Nào, ok. Yes, I will be the boy and you will be the girl, okay? Okay. Yes, so me first, my birthday is coming. Okay. My birthday is on Saturday. Right. Các bạn nhìn kỹ trên bảng nha. What day is Tuesday. Nào, đây con giảng một chút. Saturday, thứ bảy. Right? Okay. You ask me that what day is today. Hôm nay ngày bao nhiêu đúng không? Thì cô trả lời, today is Monday. Hôm nay là thứ hai. Nào, con tiếp tục nào. So, Tuesday, Saturday. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Oh no, that's 5 more days. That was one more than 4. Than 4. No. Okay. Just 5 more days then is my birthday, right? Và bây giờ cô với cả một bạn nữa sẽ dịch đoạn hội thoại này nha. Bạn nào dịch được đoạn hội thoại này không? Thank you Hiền nha. Hiền one plus nha. Hiền cố gắng luyện phát âm nha. Hiền cố gắng luyện phát âm nha. Lần này có phát âm ok nè. Bạn nào dịch được ui. Đây là tôi thấy Nguyễn An Phú này, tôi thấy Ngọc Hân nè. Cho luôn hai cái pin này lên nè. Một cặp. Áp pin. Phú nha là hơi bị nhiều điểm rồi đấy con nha. Nhiều điểm lắm rồi đấy. Nhiều điểm lắm rồi nha. Nào.
Ok, Ngọc Hân và An Phú. Stop share cái xem nào, hỏi thăm nhau cái nào. Đang Ngọc Khuê với An Phú là vừa nãy có bạn bảo cô là không béo đâu. Các bạn có thấy cô béo? No, can you hear me? Yes. Nào, thế còn Hân thì sao? Can you hear me? Hân. Yes. À rồi nhá, bây giờ nhá. One will be boy and one will be the girl in the story. And you will play the role of boy and girl, right? Thế các bạn sẽ một bạn là boy, một bạn là girl. Đọc lại câu chuyện cho các bạn nha. Lần này chuẩn nha, chuẩn mới có điểm nha. Không mà không có điểm đâu. Ok, are you ready? Dịch đó cô, dịch bằng tiếng Việt đó cô. Không, bây giờ mình phải đọc trước bằng tiếng Anh. Chút nữa sẽ có một đôi khác dịch cho cô. Vâng ạ. Ready không? Cả lớp thấy hai bạn ready không? Yes. Bây giờ lớp mình mà bạn nào bắt lỗi được phát âm là cộng điểm luôn. Nào cả lớp nào ngồi soi. Cả lớp ngồi soi nhá. Nào, vừa nãy là có bạn Hiền với cả bạn bạn Bảo Ngọc. Vừa nãy là một plus đúng không? Để cô ghi vào đây đã, không là quên mất. One plus. Cô quên à cô? Không, cô không quên đâu, cô phải ghi nào. Bây giờ nhá, nào cả lớp nhá, chuẩn bị tập trung mà nhìn xem là cái đôi này đúng không? Có sai sót gì không? Là anh em là góp ý nhá. Rồi nào, sẵn sàng chưa? Cô share cái màn hình nào. Đâu nhỉ? Ok. So. Cô cho màn hình to lên tí cô. Cô cũng đang phải cho nó to lên này này. Mà sao nó không có phần trình chiếu ở đây nhỉ? Phần trình chiếu của tôi nó mất rồi. Ok, kỳ cục nhỉ? Thì ai biết được cô. Ok, cục ghê đó. Thật sự luôn. Tôi cứ mỗi lần dậy là nào thôi được rồi, nhìn thế này cho nó đỡ nha các con nhá. Nào. Vâng ạ. Rồi, so, now start with the boy first. Nào cả lớp tập trung nhìn vào các bạn nào. Nghe xem là có cái có cái sai sót gì không nào để mình ăn. Nào, Phú first. Phú. Now my birthday. Phú đọc trước nào. My birthday is coming. Yeah, you bust my mask. My birthday on Saturday, just for my day. What day is today? Today is Monday. So today Wednesday. Thursday now. How do you call it? Thursday. Friday. Then Saturday. That Friday. Nào Phú, quay lại vậy. Mất âm gió rồi nãy giờ nha. That Friday. Now, oh no. That's 5 more days. Oh no, that's Friday. Good. Now, what now? One more day. That four is not long. Okay, just Friday day, then it. My birthday. Nào, so hôm nay mình có biết cái từ mà nó hơi khó đọc một chút các bạn đúng không? Đó là từ birthday, right? My birthday, right? Các bạn tập trung nào. My birthday.
birthday. Cô đã record. My birthday. Good. My birthday. Đúng không? My birthday. My birthday. My birthday. Đúng rồi. Học thì không có cần nhanh luôn. Cả lớp đọc theo cô nào. My birthday. My birthday. Good. Nào, cô nhìn thấy các bạn đang luyện tập theo nào. One more time. My birthday. My birthday. My birthday. Okay, now look at me, look at me. Okay, all the class, look at my mouth here. Okay, my birthday. My birthday. Good. Now, mình có những cái ngày mà thứ hai đúng không? Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, 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 and Sunday, Sunday. Wow, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nào, hôm nay bài tập thì cũng chỉ xoay quanh những cái đấy thôi. Nào, bé con nhìn lại vào từ nha. Có bạn nào dịch được cho cô không? Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Cô ơi, cô ở đôi khác đi. Nào, đôi khác nào. Hai đôi, hai các bạn này tắt đi cho cô nha, cô không tiện tắt nha. Nào, đôi khác nào. Lizzie. Lizzie here. Lizzie, let me know that you are ready for the story now. Yeah, yeah, yeah. Ôi dồi, thiên thần kể chuyện Hiệp Phạm. Hiệp là kể chuyện hài lắm. Nhưng mà Hiệp Phạm đâu rồi, nhưng mà Hiệp Phạm bây giờ nhiều điểm lắm. Nhiều điểm lắm rồi con ạ. Con là hơi bị cao rồi đấy. Con là cao quá rồi đấy. Nào bây giờ cô xin mời một bạn nam ngoài Hiệp Phạm ra. Bởi vì Hiệp Phạm điểm cao lắm các con ạ. Con không thể để Hiệp Phạm Hiệp Phạm làm bài ngoi lên kinh lắm các con. Điểm Hiệp Phạm cao lắm rồi. Nào Nguyễn Khang, các bạn dịch được không? Dịch nhá, cái này là dịch. Dịch lại đoạn này. Bạn nào? Nguyên Khang à? Nguyên Khang sẵn sàng không con? Nguyên Khang dịch được không? Dịch được thì nhìn Nguyên Khang bé bé. À, hôm trước là Nguyên Khang là được cái anh gì đẹp trai để cái hình nền giống của cô ấy. Anh nào nhỉ? Cái bạn mà đẹp trai trai hôm trước người con ở đây cô mở mic nhưng quên tên bé mất nào. Đâu add to unmute nào. Pin bạn gái nào? Add nào? Con ơi, what's up bro? Nào con mở mic nào, Nguyên Khang nào. Cô mời đây, nào Nguyên Khang mở mic con. So can you hear me? Can you hear me? Yes? Yes or no? But I can't hear you, cô không nghe được. But I can't hear you. Ô, cô không nghe được Khang con ơi. Hỏi mẹ xem nào. No, I can't hear you, buồn quá. Thế thì đây vẫn pin Nguyên Khang ở đây nha, nhưng mà gọi một bạn khác Nguyên Khang giúp cô gọi một bạn khác nào bạn nào. Chứ rồi trên này thì phải sửa lại cái phần mic con nha. Chắc là hôm nay mình lỡ mình tắt cái chức năng rồi. Tí nữa con bảo mẹ mở lên nhá. Được không? Rồi, thế Nguyên Khang ngồi đây để xem chấm giúp cô các bạn có dịch đúng không nhá. Nào, cả Võ Minh Khang thì sao? Khang dịch đâu? Võ Minh Khang gì không? Rồi, can you translate? Yeah. Chắc chưa? Yes. Yes luôn, yes nhẹ nhàng thế. Đâu rồi nào? Hiền, Hiền nào tỉnh táo đi con. Hiền nào, tỉnh táo đi con. Cười tươi, cô lúc nào cũng quay ra cái là nhìn Hiền phát xong thì cô mới tiếp tục đấy. Nào, đâu rồi nào? Ô Khang đâu nhỉ? Ui Phạm Phú Tiến Minh này. Úi dồi, Tiến Minh ơi, có hình nền đỉnh quá con ạ. Má ơi, hôm nay cô không nuôi được hình nền với con đâu. Đâu nhỉ? Đâu, Võ Minh Khang ơi, con nói to lên rồi cho nó hiện lên cái xem nào. Be here. Ở trên cái tab script này khó tìm ghê, thằng cu của tôi. Nào, Võ Minh Khang đúng không? Nào, Phi Minh Khang với cả ai nữa ta? Bạn nữ nào? Dịch đoạn hội thoại cho cô nào. Xong nè. Con cô đã thấy rồi. Cô đang phải tìm Khang. Happy. Rồi. Ooh yeah, here. Nào bây giờ one more girl, một bạn nữ nữa cho cô nào. Một bạn nữ nào.
Ngọc Khuê là hơi nhiều điểm rồi nhá, Ngọc Khuê nhá. Ngọc Khuê nhiều điểm rồi đấy. Ngọc Khuê nhiều điểm lắm rồi nhá. Nào Nguyễn Thảo Nguyên được không? Đỗ Minh An. Cô xem nào. Bảo An cũng nhiều điểm rồi. Bảo An nhiều điểm lắm rồi các con. Những cái bạn mà hay giơ tay mà hay làm bài là nhiều điểm lắm. Lê Thùy Bảo Ngọc. Hôm nay là cho các bạn Bảo Ngọc lên sóng nhá các bạn nhá. Tự nhiên hôm nay cô lại thấy mấy bạn Bảo Ngọc mới mới này. Nào. Ôi Ngọc ơi. Cái gì đây? Ai đây? Phạm Khánh cái gì đây? Trời ơi sao lại dỗi cô? Trời ơi, thi thoảng quay ra phần chat lại thấy dỗi cô này, buồn đấy. Nào, Bảo Ngọc nghe được cô không? Dạ có. Vũ Phương Nhi, ok nào, Bảo Ngọc với cả Minh Khang dịch cho cô nào. Có dịch được không? Can you translate? Yes. Bảo Ngọc dịch được không? Em không nhìn thấy. Nào, bây giờ nha, sẵn sàng nha. Sẵn sàng nha. Sẵn sàng nha. Okay, can you? Can you? Thấy rồi. Thấy rồi, nào, dịch nào. Ôi, đừng dỗi cô mà, cô yêu tôi. Mà. Ôi, đừng dỗi mà. Yêu lắm. Tôi lại hôn nha. Nào, đầu tiên là Minh Khang đúng không? My birthday, my birthday, my birthday is coming. Sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi. Sinh nhật của tôi đã quay lại. Ồ, sắp đến rồi. Yes. Yes, nào con dịch lại nào. Sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi sắp đến rồi, đúng không? Sinh nhật của tôi sắp đến rồi. Ok, nào, tiếp tục nào. Thế bạn nữ hỏi gì ta, Bảo Ngọc nào. Ngọc kia. Dạ. Con ra dịch đi. Con có dịch được không? Now, when's your birthday? Con dịch nào nào. Ngày xong. Bảo Ngọc có dịch, Bảo Ngọc dịch được không? Dạ không. Không, thế cô Bảo Ngọc để cô xem là Bảo Ngọc ngồi đây để cho một bạn nữa dịch nhá. Thế, nào, cố gắng theo dõi con nhà nào, một bạn nữa nào. Đâu rồi? Tú Phương đâu? Ồ, nó dỗi cô mất. Ồ, ngay học sinh cưng là nó dỗi cô hết rồi các con ạ. Khổ lắm. Học sinh nào cũng cưng mà chúng nó dỗi hết rồi. Nó dỗi nào? Chết rồi, dỗi này chết rồi. Buồn nó khóc tu tu ấy. Buồn khóc tu tu ấy. Nó dịch cái bài đi. Nó khổ ghê này. Nào. Đấy nhìn Hà An này. Lương Hà An này này. Học hôm nào cũng chăm chú này. Được điểm tích này. Yêu này. Nào Tú Phương đâu? Tú Phương đâu rồi? Để xem là đâu rồi. Phương ơi. Hello. Tú Phương không chơi với cô nữa. Ồ không chơi với cô nữa. Có con lên bảng không? Yes, of course. Ừ, chơi cô nó không lên bảng chỉ đùa thôi. À, lại còn hì cơ, khổ đấy nào. Bây giờ nha, Tú Phương với cả Minh Khang đúng không? Tú Phương và Minh Khang cũng là hai cái tên khá là quen thuộc của lớp mình rồi. Thì các bạn nha, hôm nay dịch cái đoạn này cho cô nha. Bởi vì bây giờ 9:03 rồi, các bạn phải nhanh chóng lên cho các bạn. Buồn ngủ lắm. Ok, nào, tiếp tục nào. Cô hứa nha, lần sau là cô cũng để máy như này ở đâu. Nào, Minh Khang và Tú Phương. Minh Khang và Tú Phương làm gì cho con ạ? Sinh nhật của tôi, sinh nhật tôi, sinh nhật của tôi sắp đến rồi. Phương nào? Sinh nhật của bạn Max. Vào khi nào? Vào khi nào? Uh-huh. Sinh nhật của bạn Max vào khi nào? Sinh nhật của tôi vào thứ bảy. Yeah. Just 4 more days. Chỉ có 4 ngày nữa là các bạn nào. Just 4 more days. Chỉ có 4 ngày nữa thôi. Chỉ có 4 ngày nữa thôi. Nào, bây giờ Tú Phương nào. Tú Phương hỏi tiếp nào. What day is today? Thế có nghĩa là gì nhỉ?
Đó có nghĩa là hôm nay là ngày bao nhiêu? Chuẩn luôn. Nào, thì bây giờ Minh Khang trả lời cho các bạn nào. Minh Khang Max đâu là trả lời cho cả các bạn biết nào. Là hôm nay thứ mấy? Hôm nay là thứ hai. Ồ, đấy cái bạn này phải học thứ hai, học thứ tư lệch bài nhờ. Nào, bây giờ tiếp tục nào, Tú Phương nào. Vì vậy, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ và thứ bảy. Và thứ bảy. Ừ. Sau đó là thứ ôi bảy. Không. Ôi không. Năm là 5 ngày nữa mới tới sinh nhật. Nào, Phương nào. Just one more. Bạn đừng lo vì chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Nào, nó chỉ không có hơn 4, có 1 ngày thôi. Có nghĩa là đầu tiên là bạn Max tính là 4 ngày đúng không? Tuy nhiên là sau khi đếm lịch thì nó là 5 ngày. Thì bạn nữ bạn có bảo là ôi nó chỉ hơn 4 ngày, có 1 ngày nữa thôi. Nó có dài không con? Nó có lâu không? Yeah, it's not long. Nó không lâu nữa. Đúng không nhỉ? Nào, Tú Phương dịch lại cho cô nào. Chỉ hơn 4 ngày nữa thôi, không dài. Chỉ hơn 4 ngày có 1 ngày nữa thôi. Nó không lâu nữa đâu. Con tưởng lâu là dài mà cô. Ờ, long cũng dịch là lâu. Tùy ngữ cảnh. Ok. Ừ, đây con dịch lại một lần nữa là cho nó đẹp, đẹp xinh nào. Các bạn xem lại clip các bạn hiểu được câu chuyện nào. Chỉ hơn 4 ngày nữa thôi. Hơn 4 nó ngày không có lâu. 1 ngày nữa thôi. Hơn 4 ngày có 1 ngày nữa thôi. Nó không lâu. Đúng. Nào Khang đâu? Ok. 5 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của tôi. Đồ này hợp ý ghê luôn. Vỗ tay chúc mừng các bạn nha. Rồi, hai bạn này đã giúp cả lớp dịch bài nha. Nào, bây giờ mình, cô ơi, có vài... Ui. Nào, bây giờ đúng không? Mình làm nốt một bài nữa thôi. Đúng không? Mình làm nốt một bài nữa thôi. Xong thì cả lớp... Bạn ấy bảo là ghét cô á. Ai? Trời ơi, ai? Đó chính là bạn gì đấy? À, bạn Bảo Ngọc Nguyễn. Cô chơi với con đi. Trời ơi, lớp mình nha, nếu mà các bạn cùng đăng nhập trên Class Dojo á, thì cô chơi với cả lớp cả ngày luôn. Tin không? Bởi vì là ở trên Class Dojo thì cô có thể nhắn tin đồng loạt cho tất cả các bạn mà. Cho nên các bạn đăng nhập trên Class Dojo đi nhá. Các bạn đăng nhập trên Class Dojo đi nhá, ông nào cũng nhắn tin luôn đấy. Yêu, yêu lắm. Nha. Ô, không biết đăng nhập á? Có tí tí nữa con nhắn tin cho. Thì cô nhắn tin cách đăng nhập nhé. Nào. Bây giờ. Cô chết. Stop share. Nào, bây giờ cô xem là cô share lại cái bài. Một bài nữa thôi xong thì lớp mình nghỉ nhá. Không là các bạn díu lắm rồi. Ok. Ok. So. Now, look at the story. Now, đây là câu duy nhất trong bài thôi. When is Max's birthday? Okay, look at the story and tell me when is Max's birthday? Sinh nhật của Max là khi nào? Cả lớp comment cho cô nào. Phạm Khánh Hà, ôi trời ơi, Khánh Hà ơi. Nào, nín nào, thương. Lớp đông quá, yêu, yêu lắm, không quên. Quên mà lại điểm danh, khổ quá đấy. Không quên nhá. Rồi, cả lớp nào, comment set cho... Úi dồi, sao nhờ, vừa nãy trong bài nó đánh lừa nào là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Thế mà vẫn đoán được Saturday, tại thế. Không hiểu sao rồi cái lớp này không đánh đố cái gì luôn đấy. Nào, Saturday đúng không? So, which color is Saturday? Which color is Saturday here?
Which color? Màu màu của cái từ Saturday đây. Blue, exactly, it's blue. Okay. Now, đúng rồi, sinh nhật của bạn Max vào Saturday, đúng không? Và sau câu chuyện ngày hôm nay, đúng không? Sau câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng đã biết được về thứ, các thứ ở trong tuần nha, đúng không? Có 7 ngày ở trong tuần này. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Và cô sẽ ghi lại cho các con cái này nha, gửi về để con học. Okay, right? Ơi! Ơi, để cô nhắc bài một chút. Ơi! Trong tuần là có 7 ngày lận cô. Đúng rồi, trong tuần 7 ngày đúng không? Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ... Ừ. Thứ 2, thứ 3, thứ 4. Sunday. No, Sunday. Đúng rồi. Yes. Yeah, nào, rồi chút thì cô gửi lại cho nhá. Nào, bài tập của các bạn thì sẽ là kể lại câu chuyện của Max và ghi cho cô ngày sinh của từng bạn một nhá, được không? Ví dụ như my birthday is gì đó thì các con ghi lại ngày sinh cho cô và gửi lại video ở trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con, đúng không? Và tiếp theo thì hôm nay cũng sẽ có bài tập trên Quizzy, cho nên là ngày mai cô sẽ gửi ở trên nhóm cho các con luôn nhá. Mình có hai bài tập. Một là quay lại video kể chuyện, hai là mình sẽ làm bài tập trên Quizzy, đúng không ạ? Để thứ 6 mình tổng kết lại nhá. Và thứ 3, bởi vì là lớp mình hiện tại rất là đông mà trò nào cô cũng rất là yêu, cho nên là cô muốn nói chuyện với các bạn nhiều hơn, đúng không? Đó, cho nên là các bạn sẽ đăng nhập cho cô ở trên Class Dojo nhá, để hôm nào cô trò mình cũng sẽ được nói chuyện với nhau, đúng không nhỉ? Và mình sẽ vừa làm bài tập vừa xem là có khó khăn khúc mắc gì trong học tập không nhé, để các thầy cô ở trong Pantado có thể giúp đỡ con này, và cô cũng có thể là xem hình ảnh các bạn chụp rồi các bạn chia sẻ cho cô cùng các bạn khác, được không nhỉ? Ok không? Ok là cả lớp ok thì ok lên trong chat cho cô nào. Con không chat trên Class Dojo. Cố gắng đăng nhập nhá. Cố gắng đăng nhập trên Class Dojo nhá, và hôm nay cô sẽ gửi lại cái danh sách để xem là hôm trước bạn nào thiếu thì các bạn có thể đăng nhập vào được không nhờ. Rồi, hôm nay là cô Ngọc hết sức xin lỗi các bạn tại vì là máy của cô Ngọc đã gặp vấn đề trong quá trình học. Và cảm ơn các bạn vì đã nán lại lớp của mình để hôm nay lớp mình được học đầy đủ và bài bản trong cái story hôm nay. Và bây giờ cũng đã đến giờ phải thế nào nhỉ? Brush your teeth, wash your face and go to sleep. Okay, good night and see you on Friday. Goodbye and good night. Nào bây giờ cô sẽ mở lớp nha. Sớm đánh răng rửa mặt đi nhá, không được là không đánh răng là xú nhá. Con có răng còn chưa mọc bên này. Lớp nha, hẹn vào thứ 6 nha, yêu nha. Say good night, see you on Friday. Good night, see you again. Con không đáng yêu quá. Cú đâu, trời ơi. Ủa ngủ luôn hả con? Ờ nha, con tắt máy nha.